Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel của mình. Mình là NHT Robot. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ mở lương chợ đen. Thì lương chợ đen hiện tại đang có một cái event gì đó mình cũng không hiểu nữa. Thì là hình như nó liên quan đến đây nè, là fan của SpaceX. Đây chính là cơ hội để nhận đồ vật phẩm liên quan đến SpaceX nha anh em. Thì trong rương vàng ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ có được những cái con Titan được thêm vào, lần lượt là Newton, Stellar Sirius, Terror Eater Sirius và Eater. Vũ khí của Titan thì chúng ta có luôn Sonnen Fulgur, ấn bản của vũ khí loa, rồi vũ khí ấn bản được trang bị cho con Eater, rồi vũ khí này nữa nè. Rồi đây là những con robot như kiểu như là Unknown Seraph này, Orochi này, ấn bản luôn, Crimson Hawk này, Death Queen Aochu, Nether Seraph, Orochi Hawk, Aochu, rồi Arden Spear, rồi cái kiểu ha. Đây là những cái vật phẩm mới được thêm vô, có rất là nhiều con robot ở trong này luôn nha. Và bù lại cho nó thì nó lại là phi công nha. Nếu chúng ta mở rương này xui thì chúng ta ra phi công, mà hơn thì có thể là ra robot hoặc là Titan ha. Còn những cái vật phẩm còn lại thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, và chủ yếu thì trong video này á, mình sẽ mở cái rương chợ đen này để xem coi á là nó sẽ cho chúng ta những cái phần thưởng nào ha. Rồi, thì không để anh em chờ đợi lâu nữa, mình sẽ mở luôn nha. Rồi ok, đến với phần thưởng đầu tiên. Ok, sao nó quay lâu vậy? Nào nào, nhanh nào bạn ơi. Lát luôn rồi. Mở như vậy chắc hơi lâu à. Thật sự là hơi lâu đây. Nào. Game bịp rồi. Rồi ok, đã mở rồi đây. Và phần thưởng của mình sẽ là một khẩu vơ giòn. Rồi mở phát được luôn, ngược đại luôn nè. Nào nào, khẩn trương mở cái gương cực đại nào. Game giờ này có vẻ hơi lag nha. Mình mở thì mình thấy nó hơi bị chậm ở đây nè. Nó cứ quay vòng vòng hoài, rất là khó chịu ha. Nào, mở nhanh nào. Oh no, mình không có đùa đâu á. Rồi, mở có cái gương thôi mà nó chờ hết thanh xuân luôn rồi. Ơi rồi đấy, trời ơi, ra cái gì, ra nhanh nào. Game đùa tôi à, tại sao là con Angela. Ôi trời ơi luôn á. Nào để mình mở xem test nhân phẩm xem có ra con Aochun hay là phi công gì đó không ha. Nào, mình đi chắc mình chỉ còn thiếu con Aochun với lại con gì ta. Hình như mình có đủ hết rồi, chỉ còn thiếu con Aochun thôi à. Nào, đừng có bay làm vòng nào. Rất là khó chịu nha. Trời ơi trời. Khẩn trương nào. Sao vậy? Phải chờ nữa. Rồi ok, nó quay rồi đây nè. Ra cái gì nào, ra lẹ nào. Boom Boss Diversator. Rồi ok, mở tiếp nè, đừng có quay nữa nha.
Bó tay rồi, chắc mình phải reset máy quá. Cái quái gì mà nó quay như thế này rồi sao mà quay đây? Nào. Cũng chưa nào. Ôi trời ơi, lại Bebop Devastator nữa rồi. Ok, để mình reset máy cái nha. Rồi, quay trở lại nha anh em. Bây giờ mình sẽ mở lại xem coi nó có bớt lag hay chưa nè. Rồi rồi. Ui ôi, một con Death Queen Aljun. Ấn bản của Aljun luôn, quá xịn. Rồi ok, tiếp tục. Ui, sao không cho con Phile kia kìa. Con này mình có rồi. Hobby. Ok. Quay lại. Mở tiếp luôn cho nó nóng nào. Rồi. Sao nó ra khẩu Bulbop Devastator hoài vậy ta? Rồi ok. Phile Roger đã về kho. Một khẩu Verjon. Ungua cũng ok đấy. AG. Oh no, may mắn của tôi. Wow, được con Newton còn nhiều khi còn ngon hơn đó chứ. Con Newton này bán cũng được nhiều bạc lắm á. Còn không thì có thể lấy để chơi. Con Scavenger Shield. Hình như mình có con này rồi thì phải. Mở tiếp nè. Để xem mình có cái gì mới thì mình chưa có hay không. Con Seraph à? Ôi con Seraph có rồi. Ôi nào, cái gì đây? Stellar Evora. Cũng được. Súng này có vẻ xịn đấy. Nó ngon hơn là mình mở gương vàng bình thường ha. Rồi gì nữa đây? Tiếp tục là Stellar Evora. Hai cây rồi, nó thêm một cái cây Stellar Version. Rồi thêm một con Titan thì ngon. Nether cũng được. Ôi có con robot này là xịn rồi chứ. Rồi gương cực đại xem nào. Cũng không quá là mong chờ một cái gương cực đại này đâu. Hobby. Rồi mở tiếp ha. Đang cần cái phi công tăng sát thương cho con Auto này nè. Mình mở chưa ra nữa. Tiếp tục là Niger. Sao nó không có con Bapap Mobi gì đó. Hot nha. Cái con nó cũng là ấn bản của Hot đó. Nhưng mà không thấy trong đây ha. Con nó dạng hàng hiếm rồi đấy. Ôi hồi nãy cho Bulbos, bây giờ cho Devastator luôn là nó đi xuống rồi đấy bạn ơi. Ảo hơn chứ. Thôi nào. Nào cho con phi công gì vậy. Nữa. Cho con này nữa. Mình chưa có con Alika gì nè. Mở rồi chừng nào ra con đó nha. Nhiều khi không ra luôn đó chứ. Ồ khẩu lens. Tiếp tục là gương cực đại. Ôi sao nó ra con hobby hoài vậy. Xem ra đồ nó có vẻ hơi bị xu một tí, không có xịn lắm. Nào để xem nào.
lại khẩu lên nữa rồi. Nói chung là mình test nhân phẩm thôi ha, một tí nữa mình sẽ mở tiếp nữa. Cái đó thì mình quay vào ngày hôm qua thôi, mình quên review rồi. Ồ, được một con hót nè, nhưng mà thứ mình cần là con ao chun cơ. Ao chun bình thường mình chưa có. Oh no, ao chun của tôi. Ôi giời, qua luôn, qua luôn rồi. Lừa rồi. Oh no, gương cuối cùng ra cái gì đây? Trời ơi, trời ơi, game này đừng có biệt với tôi nha. Cái heo nào vậy trời, một tí nữa thôi là vô ngay. Ô độc đắc rồi, game biệt, game trôn người thật chứ. Đó là bước ngoặt luôn đấy. Oh no, Unbeamoth. Nói chung cũng được đấy. Mà mấy con này thì mình có hết rồi, mở ra cho vui thôi. Rồi đấy, đó chính là phần mở review ha. Và mình nghĩ thì mình sẽ kết thúc video tại đây luôn. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ mở thêm nữa ha. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video clip lần sau nha.